Ok. Alo. Ok. Ok, hello bạn Jetpack. Bạn là người đầu tiên bình luận của stream ngày hôm nay. Hello bạn Khang GD, hello bạn Gia Bình Trường, hello bạn Phú, hello bạn Bình Lê Quang, hello bạn Tuấn GD, hello bạn Duy Nguyễn, hello bạn Mr. Chicken, hello bạn Nguyễn Bá Long, hello bạn Duy An 3107, hello bạn Gia Minh Nguyễn, hello bạn No, hello bạn Tuấn GD, hello bạn Nhật Minh, hello bạn Vũ Trình Văn, hello bạn Special OBS, hello bạn Versus GD, hello bạn Phúc hello bạn Long Phi, hello bạn Thiền Nguyễn, hello bạn Rui, hello bạn Đặng Trần, hello bạn Đại TD, hello bạn Phương Hạnh Ngô, hello bạn Nam Trần, hello bạn Hoàng Tân Game Mobile, hello bạn Bình Lê Quang, hello bạn Duy Nguyễn, hello bạn Thị Huỳnh Ngân Trần, hello bạn The Dinosaur, hello bạn Yasua, hello bạn Bé Cẩm Lan, hello bạn Văn Hai Trần, hello bạn Nam Trần, hello bạn Nhiếm Animation, hello bạn BR, hello bạn Hiếu Nguyễn, hello bạn Thiện Nguyễn. Ok. Hello bạn Văn Thành Vĩ, hello bạn Thiên Ngoại Trần, hello bạn Mân Trần, hello bạn Huy Lê, hello bạn Chúng ta Just Đi Quang Education. Ok. Chúc anh nhiều sức khỏe, cảm ơn bạn Tấn Đạt Nguyễn nhé. Chúc bạn xem stream vui vẻ luôn nhé. Ok. Hello bạn Godly Mickey Mouse. Hello bạn Lát, hello bạn Kim Thúy Lê, hello bạn Dũng Vũ, hello bạn Thuấn Sa Đi, hello bạn Khánh An Nguyễn. Alright. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với con game kinh dị Poppy Playtime Chapter 3. Hôm qua mình đã bỏ dở ở đây. Bây giờ mình ngồi chào mọi người xíu. Ok. Hello bạn Wobi GDVN. Em mới có progress anh sơ cội 48% nè, có nên tiếp không? Tiếp chứ. Tiếp. Không có gì phải gọi là sợ bị thất bại. Ý là kiểu sợ bị chết xa. Mọi người mới đầu mới chơi mấy con level có khó, kiểu sợ là mình chơi đến khúc cuối mình chết. Nhưng mà điều đó chắc chắn sẽ xảy ra rồi. Vấn đề là mình cũng phải kiểu cố gắng chơi á. Với lại mọi người đừng có spoil cho mình con game này nha, mình vẫn chưa biết gì về con game này mấy cái đoạn sau á, nên là mọi người spoil là mình sẽ chơi không có được kiểu cái cảm xúc của mình khi chơi nó không có được chân thật đâu. Mình bữa để cái âm thanh cái tiếng nó không quá lớn, mình mọi người vẫn nghe cái giọng mình rõ mà phải không? Kiểu mình sợ tiếng game nó quá lớn át cái giọng mình đó, mà cái giọng mình nó rõ. Cái này là đồ Pro GD hả? Cái Pro GD chính là các bạn chơi game nhiều thôi. Mình nghĩ là hầu hết những người chơi Pro GD là người ta cũng dành thời gian rất nhiều để chơi game. Còn không á thì có thể là người ta là thiên tài, người ta là nhân tài hay gì đó, nhưng mà người ta vẫn dành thời gian nhiều ra, chỉ là không dành nhiều bằng những người bình thường thôi. Ok. Alright. Ok, hello bạn Chrome nhé, cảm ơn bạn đã donate cho mình 9.900 nhé. Chúc bạn ngày tốt lành. Ok. Donate đầu stream. Mới được flood từ 47 đến 78 Dead Moon nè anh, có nên tiếp không? Chứ nạn quá. Flood được nghĩa là còn chơi được á. Mình nghĩ là chơi được, còn tiếp tục được. Cái gì đâu. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với cái checkpoint hôm qua mình đã ngừng lại. Hôm qua mình đã ngừng ở đây và mình đã ngưng ngay sau khi mình gặp cái bà cô giáo. Okay, make this quick. Turn on the generator, leave and plug the school's power cord into the center. Be careful in there. I don't think I Alright. Ok, cũng sẽ có người ở trong đây, chúng ta phải cẩn thận. Hello bạn Quang Trần nhé. Cái gì này là checkpoint hả? Cái này là checkpoint của Bobby Playtime hả? Oh shit. This is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Students, remain in your seat until the bell has rung. And no going in the halls without a hall pass. Chúng ta gắn nó vào đây. Ok, vấn đề là phải tìm... Ồ, ok. Nó... Ủa, khoan. À, mình quên mất. Là mình còn phải tìm cái đường để mà đi vào cái chỗ này nè. Và hôm qua mình đã vô tình gặp được bả khi mình đi qua đây. Oh my god. Chúng ta phải làm sao đây? Ok, bây giờ có thể là bả chưa xuất hiện liền đâu. Chúng ta sẽ đi khám phá một xíu. Chúng ta cần phải có cái nguồn điện để mà nối vào đây nè. Wait, I recognize you. Yes, I remember. You used to work here. Vậy. How are you? Alive. Hả? Hmm? Barb? Barb? Oh. Oh. Barb says you're looking for your co-workers. Catnap wouldn't like that you're here. You should leave. For your own safety. Ok, đã cảnh báo rồi mà mình vẫn cứ lì. Mình ở đây thì hậu quả là phải tự gánh chịu thôi mọi người. Ok, chúng ta sẽ làm cái gì đó ở đây. Để mình xem coi có cái gì ở đây không. Cái này mình phải nối điện vào nè. Nhưng mà để xem nào, xung quanh đây có chỗ nào để đi nữa không ta? Cái này là cái gì? Oh, alright, that's. Ở cái này trên đây là cái gì? Ôi. Ok. Rồi đi thôi mọi người ơi. Có jump scare gì không? Ở đây là gì? À, cái chỗ cục pin nè phải không? Ồ. Oh. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại. Chỗ này có cái qua bên kia không ta? Ok, chắc quỳ là chúng ta gắn cục pin này trước cái đã, rồi chúng ta sẽ có cái nguồn điện nó cấp ra cho mình. Oh my god. Sao nó im lặng kiểu nó đáng sợ mọi người, nó im lặng nó mức đáng sợ. Tôi không thích cái kiểu yên tĩnh như thế này. Chúng ta còn phải tìm cuộn băng. Where is cuộn băng? Có thể nằm đâu đó trong đây. Có thể là mọi người sẽ chỉ mình. Mình không biết cuộn băng nằm ở đâu hết. Trong đây tối quá. Cuộn băng nằm ở đâu nhỉ? Bà sẽ ân cần chỉ giảng cho mình như là một người cô giáo á. Wow, rất là dễ thương mọi người ơi. Đúng rồi, ngày đầu tiên đi học bỡ ngỡ quá mọi người ơi. Mình không biết là đi học là mình sẽ có bà cô giáo phải rình rập mình á. Mình không biết có vậy luôn á. Alright. Please, where are they in the same place as the employees? No. Are the children safe? Yes. No. Oh. Can I see them? No. 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 And that was it. That's all he'd tell me. Probably because he knew I'd kill them all. Phải trưởng. Không soi nha mọi người. Có thể mình sẽ để chat chậm hơn để mọi người không có spoil cho mình. Mình sẽ không nhìn chat, mình đang vào cài đặt, mình cài đặt cho chat chậm hơn xíu thôi. Thay vì 5 giây chúng ta sẽ chỉnh 10 giây. Vậy đó. Rồi. Ok. Ok. Let's go. Ai? Trời ơi. Ủa sao nó không tập báo gì trơn vậy? Ồ. Hù. Hù, trời ơi, vãi trưởng. Ủa sao nó không thông báo gì trơn vậy? Nó không kêu tiếng ping lên để mình biết là có sân mì có donate. Ok, cảm ơn. Cảm ơn Sugoi donate mình 14k nhé. Ok, chúc bạn Sugoi một ngày tốt lành. Có cục pin này nè, phải không? Cái này cái gì? Không, chưa có cục pin nào ở đây hết. Chúng ta sẽ gắn một cục pin vào. Tự nhiên mất ngay cái chat rồi. Ừ, vậy đi. Để mình nhìn thấy cái chat cho mình đỡ sợ chứ. Nhìn quay qua không có ai đang cái bên mình hết. Ý là không có ai chat á, nhìn sợ. Chứ quay qua thấy ai cái bên mình còn sợ hơn nữa. Ok, chúng ta sẽ kiếm cái nguồn điện hoặc là chắc là kiếm cục pin. Đi kiếm cục pin. Từ từ và chậm rãi. Hả? Tôi muốn lấy gì nè? Hungry food food. Cái lỗ bên trong tôi, ý là cái hố đen bên trong tôi nó đang gào hét vì muốn ăn. Tôi không thể nào nghĩ về thứ gì hết, tại vì tôi quá đói. Mà mình đọc cái này cũng không hiểu ở đâu, kiểu như là nó nói gì đó linh ta linh tinh đó. Chắc là cái nội tâm cô giáo hay gì đó, rất là hỗn loạn. Kiểu ta muốn cầu xé, ta muốn ăn thịt trẻ em hay gì đó, không rõ. Not a good listener, are you? You're a lot like the other humans in that way. I wonder if your screams will sound like theirs too. I look forward to finding out. Ok. Bắt đầu khấu rồi hả? Cô giáo nè. Ủa mà bà là người hay là... Đó là người hay là cũng là mấy con thú máy mà nó bị nhập vô? Oh, ok, tôi phải ăn để mà tôi sống sót. Chắc ăn thịt với em quá. Eo. Chúng ta sẽ giải đố trước khi bị bả hù. Không dễ dàng vậy đâu. Á, y giống y cái phần cũ nè. Holy. Ôi! À! Where do I have to go now? Ah! Đóng cửa lại. Oh. Cái nguồn điện đâu ta? Nguồn điện đâu ta? Mày biết cái nguồn điện nằm ở đâu mọi người? Dạ mình không biết nguồn điện nằm ở đâu mà bây giờ mình đi kiếm không có tập trung kiếm nguồn điện được. Điện này thực chất đang nằm ở đâu vậy mọi người? Điện nó đang... Nguồn điện nó đang... Nó đang ở trong một căn phòng á, mà quên phòng nào rồi. Phải trưởng. Bất lực quá gì trời. Ô! Oh! Ồ nó... Cảm ơn bạn. Giờ ông chạy lại ôm bà ý một cái là hoàn thành nhiệm vụ với thắng. Thôi mà. Bà không cắn đâu tim tôi. Bà cắn không bị đau á. Giờ mình phải đi xung quanh bà để quan sát coi mình có thể đi qua bằng đường nào. Đi qua bằng đường phía sau hả? Có phía sau. Để mình chắc coi mình có... LongHunter Moonwalk. LongHunter Moonwalk. Ủa? Là cái này nó có đến thời gian hả? Phải nhanh hả? Mình đang suy nghĩ á. Hai cái cùng... Hai cái phải nhanh đó hả? Hai cục mà có đây có một cục thôi. Chắc là phải gắn cái này xong lát hồi tháo ra. Quan sát căn phòng coi. Trong đó có cái này. Nhốt bả ở đây luôn đi cho rồi. No. Come back here. Ủa vậy được không ta? Vậy được không? Vậy được không? Vậy được không? Bà đi... À! Bà đi xuyên tường hả? Vãi chốn! Hắt rồi. Nên phải xài 2 cục nữa. Qua đây với em nè cô. Sao được trời. À ok, có đường bên kia mà quên mất. Sao bắt cầm cái chà bồng cầu hay gì á mọi người, mình nghĩ là vậy. Cái cầu bồng cầu á, vãi chưởng. Thực ra nếu mặt bả còn nguyên vẹn cũng đẹp đấy chứ. Ý là cũng xinh. Quan sát, hãy dùng kỹ năng quan sát. Trong này có gì trời? Thì ra đây là cửa mà bà sẽ đi ra được nếu như mình nhốt bà hả? Cái này làm gì trời? Cái này có gì không? Cái này có gì ta? Có nguồn điện hả? Nên mình đi lòng vòng mình... Ồ, thì ra là nó. Ủa mà mình dùng cái nguồn điện này á, mình dùng cái điện này á, mình có cần phải làm nhanh không? Hay là mình chỉ cần nạp điện vô thôi là ok rồi? Có không? Ý là mình hỏi vậy thôi. Ý là mình phải làm nhanh. Làm nhanh hả? Trời ơi! Ok, là kế hoạch coi. What the heck bro? First try luôn hả? Một attempt luôn. Một lần thử luôn. Mình không biết cái jump scare của bả như thế nào đó mọi người ạ. Vãi chưởng. How? À, mà nếu như cái khúc mà mình gắn 2 cục pin á mà mình chết á thì mình phải quay lại từ đầu luôn hả? Thiệt hả mọi người? Căng hơn cả Dark Deception. Căng hơn cả Dark Deception. Ok, cảm ơn bạn cho chấm hỏi. Vãi chưởng, nếu như mình cái khúc dây đạn mình lấy 2 cục pin đó mình chết cái là mình quay lại từ đầu luôn thì nó hơi tiếc thiệt. Cái game này mình Cái khúc skill à, cái giai đoạn hồi nãy là mình phải dùng skill, mình chơi một lần thử, còn cái giai đoạn mình phải dùng cái não để mà giải câu đố á, mình ngồi cả buổi. Mình biến động mấy cái này quá. Lấy cho có thôi. Cái tủ mở sau lưng anh kìa. Quá. Cái tủ tự mở sau lưng anh kìa. Chấm hỏi. Tủ gì? Khoan, tủ gì? Tụi tự mở kìa anh. Lá hồi mình có gì mình xem lại, mình không hiểu nữa. Tủ gì ta? Có tủ nào? Các bàn tay màu cam có thể bắn. Có bàn tay màu cam nữa hả? Tủ trắng sau lưng không? Tủ quần áo đằng sau ấy, tủ xanh dương. Có phải ở khu vực này không? Đâu phải không? Hay là mình qua khu vực kia? Xanh dương hả? Mẫu quạt thôi mọi người ơi, gì vậy? Mẫu quạt thôi. Mình đang mở cái quạt kia. Ghê quá ha. Chúng ta có bàn tay màu cam. Bắn hả? Piu piu. Ôi. Bắn hết là phải chờ nó nạp lại từ từ hả? Ok. Ôi, cái này nó cháy hoài luôn hả? Ồ. Oh. Cần phải có cái này luôn. Chơi bắn súng hả? Hello. Oh. Cái này cần phải tìm cục pin rồi. Cục pin nằm ở đâu? Uh-huh. Let's go. Hang động luôn, nguyên hang động lớn luôn mọi người ạ. À. Thác nước kìa. Ok, kiếm cái này coi. Cái cụm băng. Móng vuốt hả? Con gì mới hả? Cái cây nãy mình thấy cây cậu bồn cầu là con bà cô giáo rồi. Nothing, nothing. Let's just get this shipment dropped and go. Hello, my name is Elliot Dunbar. When you look around, I take it you're not a fan of this place, are you? Nope, never liked the feel of it. I mean, don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Hell, we're not even allowed to talk to these kids. Isn't that... Sorry, Stu. Sorry? That doesn't sound like the Rich I know. Well, I'm trying to stop being so pissed off all the time. My wife says I'm a lovely man, but I gotta control my temper. So, I'm doing it for her. You're just different, Rich. honest to a fault. But I always like that about you. Yeah? Well, you're one of the few. You know, Richie, with my retirement coming up, they've been pushing hard for me to choose my replacement. Nãy giờ mình vừa xem chat vừa nghe. Really? Yeah, really. Nothing official yet, but I think there's a decent guy beneath all that gruff. An honest, hard-working man. You prove me right? I'd say your chances are pretty good. Wow, geez, I don't know what to say. I'm just glad to see not everyone in this place has it out for me. Not everybody, Rich. Not everybody. Hồi nãy mình nghe thoáng qua là hình như là các ông nhân viên ở đó ổng cảm thấy rất lương tâm gì, cắn rất lương tâm á, kiểu như là sao mấy đứa trẻ này nó bị nhốt nó lại, hình như là mấy đứa trẻ đó bị đem ra làm thí nghiệm hay gì á, mình nghĩ là vậy. Rồi cái ông kia mới khuyên nhủ ổng rồi các thứ. Nãy giờ khúc đó mình bị phân tâm, mình không có để ý là mấy ông nói gì nữa. Wait, what? Xuống dưới luôn hả? À, hình như là cái này mình đáp lên cao xuống mình bị gì á. Có cái nguồn điện. Ồ, ok. Thế này dễ quá rồi. À, thì ra là vậy. Đang bắt cua nha mọi người, đang bắt cua từ từ lên. Mọi người đừng có spoil nhé, mình đang chơi rất là enjoy luôn nha. Kiểu mọi người thấy nãy giờ mình chơi là mình không biết gì luôn, mình cứ chơi thôi á. Cái việc là Hello A, chúc A livestream vui vẻ. Oh my god, cảm ơn bạn Đỗ Đức Bình nhá. Ok, cảm ơn bạn, chúc bạn ngày tốt lành nhá. Ok, hello. Mấy ngày rồi không gặp bạn. Khoe luôn là hồi nãy mình vừa mới qua được các bà cô giáo cho một lần thử á, mặc dù là chưa từng chơi. Khoe vậy thôi. Cái này là... Cái này là sao trời? Mình nhảy xuống đó luôn hả? Khoan, nhảy xuống đó luôn hả? Đây là sao trời? Ừ vậy á, chắc vậy á. Đúng rồi. Mình bên đó nhảy lên được không? Không được, không được. Cái máy nè. Cái này chỉ về hướng nào? Ôi mấy cái cầu đố này nữa. À ok, cái này nhìn có vẻ dễ hơn. Không, không dễ hơn đi nào á. Lại nữa rồi. Oh my god. Ồ, có gì đó hả? Chả rõ nữa mọi người. Ồ, khoan, đâu dính đâu. Nó chạm chỗ nào luôn rồi kìa. Rồi, giờ mấy cái này phải suy nghĩ nè, mình thấy mấy cái phần này nhức đầu ghê luôn á. Nó không phải sở trường của mình rồi. Sao kỳ vậy ta? Cái này sao nó ngược nhau vậy? Cái kia là cái gì trời? Cái này bắn vô đây rồi nó chuyền lên trên đó. Trên đó phải quỳ quá. Để mình xem thử coi như nào. Ui, cái này nó, ban đầu nó không dính rồi mọi người ơi. Ban đầu nó không dính rồi. Ban đầu là nó không dính rồi. Tưởng gì. Vậy là ok, vậy tôi sẽ di chuyển nó qua. Ban đầu đã không dính rồi. Nhắm gì đâu á. Oh. Đúng không? Đúng không? Gì vậy? What? Mấy cái tay nó vươn dài thiệt luôn á. Ngon. Ủa? Không ngon chứ nào á. Ủa ngon. Ủa? Phải qua kia trước á hả? Hay là mình phải set up ở đây sau đó mình phải vòng lại bên kia. À, thấy rồi. Ok, mình sẽ tắt cái này đi. Có gì lát hồi bên kia mình có thể mở này. Ok. Đúng rồi, chuẩn. Giờ let's go. Hello, wow, ghê vậy đấy. Anh bạn có sao không? Ok, lên. Ngon. Gì nữa đây? Có đấu boss gì nữa không vậy? Mà chắc còn lâu mọi người, mình mới đấu con với bà kia xong mà. Nghe tiếng như là tiếng côn trùng bò, như tiếng nhện vậy á. Nghe tiếng gì rộp kìa. Gì what the hell is. Cái gì vậy trời? Cái này giống như là quỷ Satan cái gì á, làm mấy cái thứ như vậy nè. Ngon. Hi, I'm Bobby Bearhug. Want to know how much I love you? No. Tôi không muốn biết. Trời, không nên. Mấy đồ này ghê vậy, mấy con nhỏ hả? Đi. Mày hả bưởi. Im. gì đi vào hang ổ rồi nó hay gì vậy? Ghê vậy, chữ mấy con nhỏ nhỏ mình sợ nè. Đi đâu trời? Oh shit. Nhìn loạn thiệt sự chứ mình không biết đi đâu á. Đây hả? Bao giờ biết chữ D vậy? Chắc là sau cái chữ nó là con xin cho mình thứ 28, có thể là vậy. 28. Ok, đi đúng đường rồi. Nó làm gì vậy? Giờ phải làm sao đây? What the hell bro? Cái chỗ này khó chịu mấy con này ghê ấy. What do I have to do now? Cái gì trời, đâu ra đây vậy à? Right. Cái này phải làm sao? Cái đây là phải làm sao nữa? Mình bây giờ chỉ biết bắn tụi nó chứ mình không biết phải làm gì nữa. Nhiều mình thấy đông quá mình sợ mọi người. Mình sợ mấy con nhỏ nhỏ mà nó đông. Mấy con này đều hù được mình hết mà mình sợ phải chưởng ra. Chứ không phải nó táp từng miếng mà nó hù luôn. Ghê quá à. Đừng làm game khó gì được gì. Đừng có làm game khó vậy chứ. Thôi chơi. Thiệt luôn. Anh đẩy 3 thùng. Hai bên có 2 nút lớn. Mấy con này cứ vào đây hoài. Sao đi trời? Lên trên đi. Trời ơi! Mấy quỷ nhỏ này ghê quá chưởng mọi người ạ. À. Ôi, mấy niềm khiếp hơn cô giáo nữa. Mình solo hết 8 đứa sao lại trời. Đẩy 3 thùng vào nút, xong phải tìm máy phát điện. Trời đất ơi, khó quá nha. Chơi nhiều con vậy mình sợ. Mấy con quỷ nhỏ mình sợ à. Holy shit. Mà kiểu đây mình không thấy đường. Ôi oh my god. Oh, tôi quan sát coi. Oh, thì cái là vậy hả? Ui ui. Này khó quá mọi người, thiệt cái này khó thiệt. Đi gặp nó hoài đó mấy con. Mày bị trái rồi còn đi theo được nữa. Cái gì đáng sợ thiệt á. Trò này có trên điện thoại không á? Hình như là không đâu. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ có sớm thôi. Sau này sẽ có, tại vì chapter 1, chapter 2 như có trên điện thoại rồi. Khó quá. Sao chơi? Nhiều đứa quá sao chơi. Đi đâu cũng thấy nó hết trơn á, mà mình kiểu phải biết là cái câu đố nằm đâu á. Bây giờ nãy giờ mình tìm được có một thùng à, một hộp à. Chưa tìm được cái hộp thứ hai. Mình đang cố tìm một nút đó nè. Mình đi cứ sợ gặp tụi nó hoài á mọi người. Ồ. Thì ra mấu chốt lại cái này á. Ở đây là điểm an toàn không nhỉ? Đây có phải chỗ an toàn không? Nếu như mình có thể qua kia. Giờ mình có thể qua kia. Đúng rồi, như chỗ kia. Chúng ta phải đi qua đó mà cẩn thận nữa. Không được, không qua được. Không đi qua được mọi người à. Giờ đang dồn ép mình vô đây nè. Đáng sợ quá. Nó không có, không, ok. Nó không có lạ lên. Nó không có lạ lên. Trời ơi, mình tưởng nó xe nó lạ lên, cái mình la làng luôn á. Trời ơi. Ok, giờ đỡ rồi. Tất cả nó không la lên. Để giật mình. Có la lên không? Nó có la hả? Ủa sao nãy nó bị lỗi nó không la lên mọi người ạ. ấn lộn tí. Ôi, nó luôn một thùng hả? Yes. Giờ phải làm sao nè? Mẹ bưởi. Làm gì vậy? Ồ, đừng nhảy lên nha mấy con. Ok, setting lại cái gamma lại. Ban đầu là bao nhiêu ta? Nào mà để 60 hay gì á? Tối hù lại rồi đó. Đừng có. Cái này lên sao? Để mình xem. Đáng sợ thiệt cái bộ. Quá đáng sợ. Trên có gì không ta? Nhìn lên trên coi. Còn có đường đi xuống đó hả? No! Dark Deception! Dark Deception? Này tôn thờ gì đây? Nó thắp nến, thắp hương dưới đây nè. Phải không? Đúng rồi, thắp nến dưới đây nè. Mấy tôn thờ gì nữa? Này có gì hôm đây á? Đây là cái ngục nhốt hả? You're Poppy's angel. Come to save us. Nothing left to save. Not here. Mày là con gì vậy? Those eyes are on you now, watching, waiting, hungry. They want nothing more than to crawl beneath your skin and eat away at you bit by little bit. Nó còn có nửa thân à? Vậy. Feel what feels empty inside themselves. That thing, Catnap. The prototype is his god, and this is what he does to heretics. These little toys follow Catnap to avoid that very fate, and in return, they are fed. We try to fight it. The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Để con prototype là con như là con vật thể thí nghiệm đầu tiên đó. mình nhớ trong chapter 1 là nó kẻ chú mù vậy đó, mình tra rõ nó mình nhớ. Oh my god. Ok. Chạy, nhưng mà mày không biết chạy hướng nào, Ok. Chạy. Ồ, rảnh quá vậy. Bắt lại ngồi xem lại hết nguyên này hội thoại nữa hả? Mấy người có đùa không? Mình biết phải chạy mà nãy giờ mình không thấy đường thì phải chạy là đường nào. Đó hồi chạy đường này phải không? Nãy mình đứng đúng đường này rồi phải không? Mình phải chạy đường này, ủa? Có phải không? Hướng này phải không? Hướng này hả? Hướng nào? Không, chạy hướng ngược lại, cái ô tròn dưới sân nhà đó. Ok, mình tưởng đâu nó mở cửa ra cho mình chạy chỗ này chứ. Ok, đi ngược lại. Ít ra nó không có cho mình ngồi nghe lại nguyên cái đoạn hội thoại đó. Cái chỗ mấy khúc gỗ đứng đúng chỗ đó, ok. Ok, đã rõ. Ủa là mình bò, hay mình chạy? Mình chui đường ống, hồi nãy mình đứng vậy mình chạy đi đúng rồi luôn vậy á. Bò và chạy. Sao thế là bò vừa chạy được? Chạy luôn, không cần chạy, không cần bò hả? Ngon. Nào à, đây rồi. Phải à, mình mù rắn nhỉ. À! Nó có hồ tiếng á, nhưng mà nó kiểu như là tiếng nó bị delay. Đổi qua tay màu tím ha. Ok, cảm ơn bạn đã nhắc trước. Không, tay màu tím nó khỏi có gì. Sao bắn được mấy con nhỏ nhỏ kia? Hay là mình không cần phải bắn, chạy thẳng luôn. Đúng rồi, đầu dãy số nhanh, nhưng mà cái hồi nãy mấy con nó xuất hiện bất ngờ quá, sao phản ứng kịp, mình không ngờ là con nó xuất hiện á. No! Leave me. Please. Just go. Run. Hướng nào trời? À đây à, ok. Ok. Something says fetch. Ồ, cái gì đây? No! Ủa? Đúng không vậy? Lăng mộ hả? See, before Catnap turned into Catnap, I guess there was some pretty serious accident. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. So Catnap treats him like a god. Killing everyone that opposes him, us included, if we're not careful. That shrine, did it scare you? If you thought that was terrifying, just wait until you see the real thing. Anyways, we're really close to the end. I sent you a new key. You're going to the counselor's office instead. It's not ideal, but it should have enough juice. If you can get that generator going and plug it in, I think we'll be done. And keep your eyes open for Catnap. Every shadow and every flickering light is a hiding spot. He always stalks his prey first. He'll take away anything you have to defend yourself. And when you're at your most vulnerable, he'll kill you. Catnap lives for the hunt. Săn gì chưa? Long săn, Long Hunter. Ok, chúng ta phải cảnh giác cái con đó. Counselor. Để coi. Cái này hả? Hay Counselor Office. Nằm cái bên Playhouse. Đâu phải này nhờ. Đâu phải này. Kia luôn á, hay sao á. Trời, giống ngân hàng. Đây phải không ta? Không phải đâu, đây cái chỗ mà ban đầu mình dùng cái ngân hàng đó mình kiếm coi. Đây hả? À trời. Trời ơi. Hiển nhiên vậy luôn á. Nhìn cái cặp cái mình nhớ cô giáo ghê luôn á. Hồi nãy chơi cái cô giáo đúng là quá gây cấn luôn. Ủa mình tới nửa game chưa? Tới phần nửa game chưa? Cái dụng cụ của mày sẽ không bảo vệ được mày đâu. Are you sure about that? Để mình tự mò coi. Tiếng gì vậy? Tiếng gì nghe tiếng mở cửa vậy? Ủa gì vậy? Nghe hết hồn trời ơi. À mấy cái ghế. Trời tưởng tiếng gì chứ. Tôi ủa đi lộn đường rồi. Sorry. Đi lại chỗ này nó lót lại nữa. Sorry mọi người. Vậy 70% rồi hả? Mới hôm qua còn chưa tới 25% gì mà. Tiền cục pin hả? Chúng ta sẽ tiền cục pin. Như là cái đầu stream tới giờ là mình speedrun đó mọi người. Mọi người có nghĩ vậy không? Kiểu mình chơi lần đầu mà mình chơi cũng nhanh đấy chứ. Cũng nhanh. Kiếm cục pin nhưng mà tôi không thấy... Never mind. Chúng ta cần phải tìm cái ở đây. What? Video bí mật gì ạ? The following message is for all Playtime Company employees. At 11:01 a.m. Eastern Standard Time, no shit. An unknown hostile force was declared present within the Playtime Company facility. Personnel are to begin enacting emergency evacuation protocols. Có chuyện lớn rồi. Leave all personal belongings. Do not engage with any hostile individuals. If no exit path is available, seek shelter in a hidden location. Use blankets or pillows to cover your body and remain silent. Do not look through any windows. Do not open doors for any individuals. Do not make eye contact. Ok, nó nói có còn gì nó sổng chuồng hay sao nên là chắc dùng pin này. Có gì hết. Mình có lấy lại cục pin được không ta? Chắc được nha. Không được. Không cho lấy nữa mọi người. Mình sẽ đi kiếm. Oh my god. Không gì. Ủa đó phải ê gì đó, ủa cái chỗ đó khoảng trống hả? Mình không nhìn ra. Ok. Cần điện, nghĩ là cần điện. Trên đó có gì để mình ủa? À, mình lấy ra phải giữ cái tay lại. Sorry nhá. Lấy ra phải giữ cái tay lại. Cái này chưa đủ. Ủa? Cái này đâu làm gì đâu. Mình giữ cái tay lại. No, what do... Oh shit man, tôi có làm gì đó sai rồi. Để mình suy nghĩ thêm, mình biết phải quay lại, mà quay lại kiểu... như nào á. Từ dưới đây nhảy lên đây được á hả? Kiểu như là mình nói phía dưới đi, xong rồi mình nhảy lên đây lại tới đây được sao? Kiểu phải có cái thang máy này để đưa mình lên mới được nè. Đu... hết hồn man. Ơ ngu nữa nó. Quay. Chả rõ nữa. Tôi không biết nữa. Cũng không phải luôn. À khoan. Kéo lên được mà. Vãi chưởng, thiệt luôn. Ừ đúng rồi ha, ban đầu mình có thể đu lên mà không cần phải dùng cái thang máy mà mình quên mất. Ở cái dây trong chapter 1, chapter 2 nó không có dài, mình phải giới hạn á. Giờ cái này qua kia lại thì chắc phải dùng này nữa. Đúng rồi, gia lập nối điện, gia lập sửa điện. Điên gì vậy? Tiếng này thấy ngồi Catnap thiệt á hả? Mọi người có biết cái cụm băng ở đâu không mọi người? Cái cụm băng ở đây có cụm băng không? Để xem nào. Trên bàn hả? Ủa sao không thấy đâu? Mở chữ. It was nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was, well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You opened that door the first time and you just know. You're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. I understand you want to give Jeremy that home? Yes, and we would like to adopt. Ah, amazing. You'll be perfect for... À, vụ trẻ em nữa. Oh. What? Well, it appears there's been some complications. Complications? What kind of complications? Phức tạp hả? I don't know. The form says testing. What does that mean? Vậy là muốn nhận nuôi đứa trẻ này nhưng mà người ta xem giấy tờ ta thấy ghi là còn đang thí nghiệm. Don't you think? You're in charge of all this. How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. Mà kiểu mơ hồ quá, mà cái gì mình phải xem mấy video phân tích game á. Thôi! Hết hồn men. Trời đất quỷ thần ơi. Mình làm cái gì ở đây vậy? Có gì hết. Nước chảy rồng rồng. Trong kia là gì thế? Không có gì hết. Kinh vãi chưởng à. Trời ơi, nhiều cái vậy. Phòng nào mở cũng được hết trơn là thấy sợ rồi đó. Cái này mở không được nè. Tối tăm bãi trưởng. Không mở được. Ủa bắn ngay chỗ này hả? Có mấy đường mọi người ạ. Ở đây rồi. Một cái hộp khác này phải không? Ờ tới mà phải không? Ờ tới mà. Trời. Mà chỗ này gắn pin ta, mình kiếm chỗ này gắn pin. Ở đây nè. Sáng lên được không vậy? Không biết mình phải làm cái gì luôn, cái thấy được khó thấy đường quá. Cái ghế kêu mà mình tưởng đâu là con gì á, nó lại gần mình đó, trời ơi. Để coi. Mình không biết nha, mình không biết phải làm gì hết á. Mình kiểu như là đang khá là rối. Mình gắn cục pin vô đây rồi nha. Mình gắn vô rồi mà mình giờ phải làm cái gì? Dòng điện nó đang đi về hướng đó. Ủa mở được đâu ta? Có nguồn điện không? Mình nghĩ là mình cần sự trợ giúp. Bây giờ mình không biết phải làm gì, mình mò hơi lâu á. Đã tối mà còn mò khó nữa. Tủ kế bên. Tủ kế bên cục pin kìa anh. Tủ kế bên cục pin hả? Ok. À mình không thấy mọi người ạ, mình không thấy. Ồ, sai rồi, ẩu rồi. Phải làm một cái hoàn hảo luôn hay gì á. Không thấy đường bà nội ơi. Vãi chưởng, rồi thua. Thua luôn. Thua. Ủa? Có hả? Được luôn. Được không? Mở cửa rồi nè. Đây hả? Qua chỗ này. Qua chỗ này chúng ta. Đây hả? Đây nữa hả? Chỗ này nãy mình đi qua rồi mà. Nãy em đi qua rồi. Mình vãi luôn. À đây nè. Đây nè. Nhắm vào đây à? Như này chưa đủ sao? Quan sát coi. Tôi là kỹ sư điện có kinh nghiệm một ngày. Điều này giờ đang phân tích. Kỹ sư điện LongHunter. Ok, cái này nó cũng hướng y chang vậy. Nguy quá. Ồ oh. Chưa thể được mọi người ạ, chưa thể, chúng ta phải gọi là mở cái này nữa, chúng ta mới có thể xài được, có thể mở đi qua chỗ đó được. Đó là cái gì á? Cục pin hả? Nó không phải cục pin đâu. Ủa? Đó chính là cục pin. Mình đã hiểu rồi. Đi theo tao, đi theo. Chúng ta cùng nhảy nhé. Nhưng mà khoan. Có nặng bãi trưởng sao ấy được. À, mình tự rời đi, Sau đó mình đứng ở dưới mình lôi xuống, chắc vậy quá. Đưa thử coi. Cho cục pin rớt xuống, mình chắc mình phải cho nó lên cao nha, cho nó tự lên cao nè. Kéo xuống nút cuộc con cá đó được cái gì luôn. Ở sao trời. Mình qua đây thăm dò coi. Câu đố nhìn hắc não vậy. Mình có thể nói cái này qua này. Cái này nó sẽ di chuyển vào đâu á. Nó sẽ nói vào đâu á. Cái này nó sẽ nói cái này phía trên đây. Nó sẽ nói vào đây. Nghĩa là mình phải di chuyển cái này qua đây. Ừ đúng không ạ? Đúng đây rồi. Mình chỉ cần nhắm vào chỗ này thôi. Ủa, nó không hoạt động vậy. Mình có thể chắc là phải di chuyển này qua. Mắc gì? Ok. Nó mở cái chỗ kia ra. À không. Để mình ngồi cái cục này qua đây. Có gì mình kéo nó xuống. Mình kéo nó lên xong mình quăng xuống luôn. Rồi. Ôi lố vậy. Lên đây. Lên đấy. Mày biết ly à? Oh no. Tao phải tự đem nó lên thang máy mọi người à. Tao phải tự đem nó lên thang máy mọi người ơi. Đợi xíu nhá, đợi xíu nhá. Rồi. À, chưa. Đúng rồi, cục pin này quá nặng, leo lên không được. Ôi tôi quên mất, bỏ quên tôi đi đây nữa. Ê, ê khoan khoan khoan, dừng lại. Rồi cho cục pin nhảy xuống thôi. Đứng đây. Mình không biết nhảy xuống có chết không? Không sao á. Oh. Rồi. Đi theo luôn, hai đứa đi theo. Cái này là có điện hay không? Không. Nổ. Ok. Nói điện hả? Rồi chúng ta sẽ quan sát coi có chỗ nào bên kia để mà nói điện không. Như là có sao á. Tuốt đằng kia hay sao mọi người. Không lẽ phải xuống dưới nói này lại nữa trời. Không lẽ vậy ta. Mấy câu đố này nhức đầu thiệt á. Có thay đổi gì đâu, khoan. Đâu có thay đổi, à có mà. Biết là mình đang cố giải câu đố, mà không cần phải dùng gợi ý từ mọi người, mình đang cố. Ồ bên kia nó chả là cái gì á mọi người, nó chả là cái gì hết á. Vì cái nguồn điện từ đâu ta? Cái cột cao á, ok mình đã dùng sự trợ giúp rồi, ok, rồi, vậy là ta di chuyển cái cột này qua, ok, à quên, rồi chúng ta sẽ dùng cái này, di chuyển nó qua đây, ừ vậy đó. Finally man. Cuối cùng. Ê quên. Khoan. Trời thằng máy. Gì ở đây để xem có cái điều gì bất ngờ đang chờ đón mình. Trong phòng này không có gì luôn á. Tính sao trời, không có gì luôn á. Ok, đó lý do không nên spoil cho LongHunter á. Chôn chôn Việt Nam, chôm chôm Việt Nam. Qua nào mới được. Nhìn lát vậy, nhìn chỗ này nhìn lát vậy. Mặt nạ đâu, que mặt nạ. Ồ, bị làm gì rồi? Bị đánh thuốc mọi người. Ồ, quay lại cái chỗ này. Flashback à? Bạn có biết đã có chuyện gì xảy ra ở đây không? Ủa quá. Hello. Sát hại trẻ em à? Bạn có biết chúng tôi từng là những con người như thế nào không? Mọi người hỏi là cảnh báo mình cứ bị hù vậy thôi, có gì đâu. Cũng có bị lag hay gì à? Tao thấy stream có hù rồi. Ủa, có bị lag stream không? Có bị sub stream không? Ủa, có bị sub stream không vậy? Có bị sub stream không vậy? Sao thấy comment nào xuất hiện trên màn hình vậy? Oh no. No, you don't. Bạn có bị lag không vậy? Khoan. Ơi, ok, hên, tại vì mình thấy cái màn hình nó không hiện ra mà dòng chat nào hết trơn, nãy nhiên cái màn hình chỗ này nó tắt nó hù luôn, mình tưởng đâu mà bị vậy chứ. Ý là có lag nhưng mà nó có mất luôn cái đoạn mình xem cái đoạn phân cảnh nãy không? Như không mà phải không? Mọi người vẫn thấy mình hỏi là ủa, chuyện gì xảy ra vậy? What happened? Bình thường hả? À? Ok, quay ghê vậy. Những trận bản vậy. Ồ, gì đó. Ôi, Prototype đó chính là cái bàn tay mà đã gấp đi cái người của con Mummy Longleg á, ở trong chapter 2 á, lúc cuối game á, trời. Ở con đó mình cái nắp đang cảnh báo mình á hả? Kêu mình đuổi mình đi á. Chứ mình hay rời khỏi chỗ này. Hồi nãy là mình chỉ phê thôi chứ không phải là mình bị con đó giết sao? Yeah, tôi thay biết là con chùm cuối. Mình có muốn mình cũng hóng một ngày nào đó mình thấy con đó nhìn khiếp vậy. Chưa từng thấy bóng dáng như thế nào, mình chỉ thấy mỗi cái bàn tay đó thôi, ghê lắm. Thôi gì đó sai sai. Cái đó ở đâu ra? Cái gì nó nằm ở đâu? Đây. Hello, tôi nghĩ là sẽ có gì đây. Counselor. Thiếu cái gì cơ? Sky Dome. Mình không nhớ Sky Dome là chỗ nào nữa. Để xem Sky Dome chỗ nào. Sky Dome chỗ nào mà mọi người nhớ không? Mọi người chơi game rồi chắc mọi người biết mà. Mình không biết Sky Dome là chỗ nào á. Có phải này không ta? Nhiều không phải. À, cái ban đầu mà mình có gặp con Poppy á, Poppy nó có dẫn mình đi đâu á. Sky Dome để mình nhớ là gần đây có cái map nè, mình sẽ nhìn cái map thử coi là cái Sky Dome nó nằm chỗ nào. Còn mình cũng biết cái Sky Dome là cái chỗ nào á, mình phải xem có map không ta. Xem map coi. Đang đi du lịch mà lạc đường không biết. Đi tới để lấy dây điện thôi, nhưng mà mình không biết chỗ Sky Dome là cái chỗ nào nè, mình hãy xem nè. Ủa là cái chỗ nào trời? Ủa là chỗ nào trời? Nó sáng chỗ đó kìa, mình không biết có phải chỗ đó hay không. Chỗ này hả? Không phải chỗ này đâu. Cạnh home, squid home, ok cảm ơn mọi người. Qua đây. Đang đi du lịch, đang không biết đường mọi người ơi, đang đi du lịch. Đây đi du lịch. Cạnh hả? Ý là cạnh chứ gì? Cạnh hả? Gì đây? Còn là nó hả? Ừ đúng rồi là nó đó, là nó. Đúng rồi, mình đang đi du lịch. Đang đi nghỉ dưỡng. Sky Dome, anh nhìn lên trời sẽ thấy. Đúng là cú lừa. Đổi chuông điện thoại hả? Cái cửa cái bên cái cable car, cái cáp treo. À là ban đầu mình có tìm cái cục pin này nè, mà tìm không được phải không? Là thì ra nó là cái cục này đó hả? À không, không phải. Cái cửa hình như là cái cửa này phải không? Khoan mình quên mất là cửa nào rồi. Chỗ gas production zone mình không nhớ luôn á, mình quên hết rồi. Mình không nhớ cái chỗ đó là chỗ nào, như cái chỗ cửa màu đỏ nãy mình định vào phải không? Có phải không? Này phải không? Ý là cái này phải không? Không biết nữa, chắc vậy hả? Nó phải không? Cái ống nhỏ xíu chứa nổi cái cục pin. Ý mình hỏi là cái đường đi đó cái chỗ đó. Ừ chắc đúng rồi. Mình chỉ bị cái mù đường thôi à, mù đường mù tìm đồ thôi. Giờ mở được hả? Nãy không mở được nè. Đây chính là gas production zone nè. Mình sẽ gặp nó. Nó chặn đường mình cho coi, chắc chắn đều vậy. Không thể nào mà gắn cục pin vô mà dễ dàng dễ ăn vậy được. Không thể là dễ ăn vậy được mọi người ạ. Nè, chuẩn bị nó nhảy ra nè. Chưa kịp gắn vô nhảy ra nè. Cho gắn luôn hả? Tôi chưa kịp gắn vô nữa ông nội. How do I run? What? Ok, bye bye. Ủa mình có cần phải gắn vô mọi người, mình chưa gắn vô nữa. Không cần đem theo hả? Oh. Ôi. Ok, vô thang máy. Ok. Ok, ok. Không cần, ok. Cần gắn vô nhưng mà lát hồi gắn vô mình chút vô chút mới gắn. Ủa tôi làm gì vậy? Tôi đang làm gì ở đây? Ủa tôi đang làm gì ở đây vậy? Ủa tôi đang làm gì ở đây vậy? Ủa lấy cục pin chưa? Cái vậy? Lấy lại cái dây điện nữa. What the heck? What the hell? Oh my god. No way. Không cần hả? Ủa, bên Kỳ Anh ơi, không phải trưởng. Ồ, nãy giờ không để ý, nãy giờ lo. Oh my god. Trời ơi, nằm ngay trần dần ngay đây luôn. Ok. À, làm ăn lưu game chỗ này đi, đúng muốn đi lại nguyên quãng đường dài đâu thiệt á. Vậy là mình phải chạy ra thang máy à, để mình xem coi thang máy nào, thang máy nào, thang máy nào. Elevator, Elevator Gaming. Này thang máy hả? Phải không? Nào thang máy phải không mọi người? Cái này có phải là thang máy không? Thang máy chỗ anh chết hả? Đúng rồi. Đúng rồi, ok. Vậy mình phải chạy qua thang máy. Cứ để cục pin ngay đó. Ok, cảm ơn mọi người. Cứ cò. Oh no. Oh, nhìn con này ghê vậy. Nó biến hình dáng thật sự đó rồi. Mèo đột biến. Giờ làm gì đi ngủ hả? Để làm gì đi ngủ hả? Đi ngủ hả? Cái gì? Mi. Ủa khoan. Cái gì sinh tồn? Ê, tôi muốn xem cái đạn băng ở đây. Mà mấy đạn băng đâu nữa, mình nghĩ là không có thời gian để mà xem đạn băng đâu. Không cần đeo mặt nạ, không nó lấy mặt nạ của mình luôn rồi. Bây giờ mình đang ảo giác thứ trong đây đó hả? Thử thách survive. Survive the disaster. Good. Okay. Now, in between the hallways, there's those two side rooms on both the left and the right. There'll be green power receivers in those little rooms. They can block off the hallways before Catnap gets to you. Try them. Ủa là sao nãy giờ mình để ý? Chết tôi. Mà sao nãy giờ tôi không để ý mọi người ạ? Không kêu mình làm gì trời. Năm cục pin mình tìm như là rồi mà. Chưa. chưa? Chỗ cuối cùng gắn đâu? Không phải. Nó chặn hí ga mình rồi, mình không có làm được gì hết. Đây. Cái gì ảo giác nữa? Ảo giác hay gì vậy? Này đúng hiểu nha. Nó ảo giác hả? Tôi cần phải bận tâm gì không anh em? Rất là thiệt hả? Cũng là sao? Ê đúng hiểu hả? Hai cái cửa kìa anh. Không cần soi hai bên đâu. Giống như chơi Final Freddy. Ở đây có Catnap thiệt. Cái con đó hồi nãy là mình bắn nó không có bay màu đi là nó là con Catnap thiệt. Chơi giống Final Freddy vậy. Cái gì? Để mình thử dùng, mình cũng chưa hình dung ra được mấy cái đó. À, ví dụ như mình sử dụng cái nguồn điện đây. Ủa, ở đây. Rồi mình nói vào chỗ này. Là mình sử dụng mấy cái này để mà chặn đường của Catnap. Hai cửa thôi hả? Mày real hả? Mày dùng sao trời? Ủa cái cửa này hả? Ủa là sao? Không hiểu á. Không hiểu. Thả khói để cho nó không vô phòng. Cửa sau anh khỏi xả khói. Cửa sau là cửa gì? Quá. Sạc điện lộn bên rồi. Không, cái vấn đề ở đây á, là mình không hiểu cái cách này nó hoạt động kiểu gì á. Cái nào đi đến đầu chặn cửa đó. Ví dụ cửa này mình chặn kiểu gì? Anh coi dây điện ấy. Dây điện hả? Này, cửa này. Ở trong đây lận hả? Cái cửa này trong đây là mọi người ạ. Cái này thì nó chặn sẵn rồi mà không cần phải quan tâm gì hết. Để mình xem coi. Phải học cách chơi cái đoạn này, cái mình không có hiểu gì hết trơn á. Nó chặn cái gì? Nó chặn cái gì? Nó có cái ổ điện đó anh. Wow. Cái này nó xả khói xuống á hả? Chặn đường đi á hả? Bây giờ mình chưa bắt đầu, mình chưa bắt đầu nên là nó chưa xuất hiện nè. Giờ phải suy nghĩ hiểu cách nào để mà dùng cái này. Trời ơi. Chặn gì? Thấy chặn gì đâu? Mọi người ở đây mình thấy không thấy chặn gì á là sao? Cái này Dũng làm gì mọi người? Bây giờ mình bây giờ nè, cái chỗ này Dũng làm cái gì? Mỗi bên có hai ổ điện à. Có cái ổ điện đó anh. Ồ. Này hả? Cái này chưa dùng phải không? Cái này là chưa dùng phải không? Cái này cũng chưa dùng phải không? Giờ trước hết mình dùng trước hết là phải dùng cái này với lại cái này là sẽ chặn hai đường này. Chắc vậy quá. Trên đầu nữa, gì nữa? Này là cái gì? What the heck bro? Mình làm tôi rối này chứ. Cái này real hả? Real thì the heck bro. Chặn bên đây nữa. Ủa trên đầu là sao? Ánh sáng trên đầu kéo cửa xuống. À, ok, đã hiểu. Rồi mình đã gọi là hiểu sương rồi, nãy giờ mình ngồi không hiểu cách nó hoạt động luôn á. Vậy hả? Vậy là mỗi lần mình gắn kim vô đây là mình sẽ chặn một cửa. Khi nào mà cái pin nó trống á mình sẽ canh nó, còn không thì mình có thể chiêu. Hết chưa vậy? Hết rồi phải không? Ủa? What? Ủa? Sao nó không có gì mình gắn pin vô vậy? Kích hoạt điện đi anh. Bỏ điện vô đã, chưa nói điện. Nãy giờ mình làm cái gì ta? À mình ok mình quên mất, nó kêu mình phải thử mấy cái này phải không? Đúng rồi. Ừ đúng rồi. Hai canh hai cửa thôi. Real. Fake. 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 Oh, it's real. Fucking shh. No. Oh my god. Oh, tôi chết đây. Cái đó như là mình làm không kịp, mình càng gấp cái là mình sẽ dễ giật mình hơn, là phải chấp nhận cái chết thôi. Ok. Lock off the hallways before Catnap gets to you. Try them. Good. You see Catnap? Use those. real. Oh, it's real. Cái này là cái gì trời? Ý là cửa đằng nào á? Oh, it's real again. Tôi đã hiểu. Tôi đã hiểu cái cục pin nó làm gì rồi. Oh my god. Sorry mọi người, mình ngu quá. Không cần súng hả? Ủa sao không cần súng ta? À, mọi người giải thích đi, sao không cần súng? Sao không cần súng? Mình đã lấy lộn cục pin nên là đai luôn. Không cần súng hả? Sao vậy? Là mình cứ việc spam mấy cái cửa thôi là không cần. Thấy cái bóng hả? Cái bóng tôi không hiểu nha. Vậy con nào real là có cái bóng phải không? Bóng phải không? Shadow. Look for a shadow. Shadow. Đừng có ấy cái này. Cái này real phết ta. Ủa là sao? Ủa? Hai con đều phết hết. Hai con đều phết hết. Mình cũng chưa rành đó mọi người. Này, này phết không? Ủa này real hả? Không! Tôi biết kiểu gì trời. Real. Không sao được. Đừng phế nữa Long ơi. À! Tại sao mình phế quá vậy? No. Trời ơi, mình kiểu sao không? Mình ghét kiểu như là phải leo chèo xong rồi gắn. Mình hoảng quá mọi người ơi. Không cần súng mà mình nhìn không có biết được cái chỗ nào, cái con nào là con phép con real hết trơn, mình nhìn thấy bình thường, kiểu cái con nào cũng như nhau á. Shit. Mình hoảng quá. Không nên. À. fake. Try using your flares on Catnap to make sure he's real. He's almost there. Cái bóng nào trời? How? Ý là biết súng không hay giết rồi đó, nhưng mà mình chỉ dùng súng để mà phân biệt nó là thiệt hay giả thôi. Mà không biết phân biệt cái nào giả được trơn á. Vậy là đúng rồi, mấy con kia mấy con giả là không sao á, chỉ cần xử lý một con thôi là được rồi. Ai ẩu rồi đó, ẩu rồi đó bà. Đâu đập nó đâu xong vô đây đâu phải không? It's real. It's time to cook. Fake. It's time to cook. It's time to cook. Let me cook. The hallucination. Bình tĩnh. It's real. GG. Let's go baby. Rồi cháy rụi luôn. Bàn tay nâng đỡ. Đang cứu rỗi. Rồi giết nè. Biết ngay sẽ giết mà. Cái con này có tốt lành gì đâu. Đứa nó cứu rỗi ai ngờ nó giết luôn. Mày thật là vô dụng. Mày chỉ là phế liệu thôi. Rồi nó ý là cái con thầy nó nói vậy á, mà chỉ là đồ vứt đi. Tao quay lại chỗ đó hả? Mất luôn cái tay rồi. Anh đặt pin lại được rồi đó. Ừ nhờ. Tay xanh mất tiêu luôn à. Nó kiểu như là giết xong đó là... chắc không dùng pin ở đây đâu. Đi lại cái chỗ kia. Chỗ nào trời? Này hả? Tay xanh lá không còn nữa hả? Mất tiêu tay xanh lá rồi. Ủa vậy là lý ra phải có tay xanh lá hả? Oh shit man. Chết tôi rồi, tôi thua game luôn rồi chứ sao nữa. Ở đó cần đâu? Wow, you did it. Im. You must feel pretty good. Ủa? Catnap dead. You're one big step closer to the prototype. One step closer to winning. You've made your choice. You're staying to help Poppy. Well, finish the job. This win is yours. Giờ làm sao ta? Ấn nút mà tôi đổi lại tay xanh lá hả? À, phế rồi. Lót game cái. À, được bắt tôi chơi lại nha, mà chắc chắn nó lưu lại, cái lúc mà mình thắng con chùm boss kia. Ủa, mất tay luôn hả? Ở chỗ pin màu xanh. Oh my god. No, không muốn nghe lại đâu. Ok, em cần. Ấn nút ở chỗ pin xanh lá ý. Ừ nhờ. Ừ ha. Cảm ơn bạn nhé. Hay thiệt chứ, nó để cục pin màu xanh tới cuối game mới tìm được á, mới hay á. Ok, giờ gặp lại Poppy. Hatch room. Chỗ nào ta? Chắc đây à. Đâu phải. Nãy mình đi ra từ chỗ này mà. Qua bên trái. Chỉnh bên trái. Tập trung cuốn băng cuối gì. Anh ra chỗ bên thang máy. Cuốn băng cuối gì á? Cái này mọi người spoil mình cũng được, không sao. Cái đó cậu việc mới cuối game rồi, mọi người có thể spoil cho mình cái đó. Mình muốn kiếm cái cuốn băng đó thì mình phải tìm ở đâu mọi người. Ủa? Sự thật gì nữa? Came back because of your coworkers. You want to know what happened and why. This is your answer. Ok, ban đầu mình tìm kiếm cái cuốn băng này nè. The Hour of Joy. The Hour of Joy. No! No, tụi tôi! No! Ah! Ôi mà bớt 2.2. Bớt 2.2 mọi người ơi. Trời đất ơi, mệt quá. Tự nhiên bị rớt xuống dưới, nhảy lên không được. Mình quên mất là cái tivi nằm chỗ đó, mình phải ra đó mình xem chứ, mình như mình đi xuống gió mình hóng chuyện gì á, xong rồi mình bị kẹt gì đó luôn. Hay vậy. Nhanh lên ông nội. Buồn cười á, bớt 2.2. Tại nó mở cái đắp ra rõ ràng, nó kêu là kiểu theo bản năng cái của mình đó, mình nhìn vô nó kêu mình nhảy xuống thiệt, kiểu vậy á. The impossible, just like I knew you would. Catnap's gone, the red smoke is diverted, everything is falling into place thanks to you. But if we're to keep going with them, then you deserve to have the truth. You came back because of your co-workers. I want to know what happened and why. This is your answer. We called it the Hour of Joy. Còn Hockey Walkie tấn công người ta, nó là tượng, nó đứng ra tường không có tấn công người ta, giết người. Ta chạy tán loạn hết trơn. Mommy lon lét hả? Như vậy quá. Ôi sao có nhiều bà cô giáo vậy? Nhiều thật, hệ thí nghiệm mà. Để thí nghiệm để bỏ trốn nè. Cái hộp ở trong cái phần chơi online. Quá trời, trời nhìn ghê quá mọi người ơi, nhìn ghê quá hả? Ủa xác nó hết trơn rồi, nó ăn hết rồi hả? Eo mẹ, nhìn ghê quá hả? Nhìn mà kiểu quá trời người chết châm chổng ghê. Ok thì thử. What are those things? Senseless slaughter, that's all it really was. They killed everyone. The guilty, the innocent, didn't matter. All of that death didn't fix anything. And then, once it was all over, they Drag those corpses down below where they'd never be found. What? Kéo xuống vực thẳm hả? Eat the bodies to stay alive. Prototype has to die for this, for everything. À, ok. Con này hiền mà, mình quên trong chapter 2 mình đã từng gặp nó chỉ nhìn mình thôi á. Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? Okay. Đi chung với tôi với. Đi đâu vậy? Ê! All right. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something. Này chơi gì á? Yeah. Coming! Just hold on! Come on, come on, go faster! Kissy! Rồi nhốt mình dưới đây luôn. Kissy la hét. Kissy Missy bị bắt cóc hả? Oh no. Gigi. Ok, thành tựu lớn nhất trong cái phần chapter 3 thì là mình đã đánh bại được cô giáo cho một lần thử. Ok, tôi đánh lại BB3, Black Babu 3. Ok. GG. Alright, nghe nhạc chill chill xíu thôi. Mình nhận ra nữa là 25 phút nữa là mình hết hạn deadline làm bài. Nhưng mà cứ chiêu thôi. Cứ chiêu. Ừ, cũng hay. Thấy phần này hay. Rồi mình biết mình chờ hết cái Reddit này nó có cái gì không? Mình không biết nữa. Đâu có gì đâu phải không? Anh biết chữ B là Poppy Playtime chứ. Enjoy mình hả? Chắc 10 trên 10. Mình không có ức chế gì hết trơn á. Mình chỉ ức chế vài chỗ, mấy cái chỗ câu đố thôi, chứ mình chơi mấy cái màn mà kiểu như là skill hay gì á là mình chơi ok. Trừ cái đoạn Final Freddy ra mình có không. Cái khúc đó, lúc đó, cái đó mình ban đầu mình không hiểu cách chơi thiệt. Ok, tôi đánh bại Blackmabu 3 BB3 Blackmabu 3. Ok. Ở này là xem lại cutscene nữa hả? Ok đi. Không cần gì, không còn gì nữa. Ok, cảm ơn bạn Mirai Nguyễn đã donate cho mình 10k nhé. Cảm ơn bạn, chúc bạn ngày tốt lành nhé. Ok, cũng kết thúc stream tại vì 13 phút nữa mình 23 phút nữa là hết hạn nộp bài của mình trong ngày hôm nay. Mình phải nộp bài cho cô. Ok. Bye bye mọi người nhé. Chúc mọi người một ngày tốt lành.